Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở nhà tránh dịch buồn quá, cho nên quay clip muốn chia sẻ với các bạn tiếp tục cái giống như hôm bữa mình làm hai cái video xếp hạng 36 thương hiệu nước hoa mà mình yêu thích á, mình từng xài qua chứ không phải là yêu thích. Tại vì trong đây có một số thương hiệu mình không có thích. Thì hôm bữa mình làm hình như là từ Aqua di Parma cho tới Gucci là khoảng 18 cái. Thì bây giờ coi như clip này mình làm luôn hết 18 cái luôn, khỏi chia thêm hai clip nữa. Đó. Thì các bạn thấy thì nó sẽ bắt đầu từ thương hiệu Guerlain cho tới Zoologist. Đó. Thì trước tiên mình nói về Guerlain á, thì mình xin chấm Guerlain là B. Đó. Thì các bạn biết không, Guerlain có nhiều chai nước hoa rất là hay mà hiện tại mình cũng chưa có dịp review tại vì mình chưa có test kỹ. Nhưng mà như Angelique Noir là mình rất yêu thích nè, cái của cái bộ sưu tập Liard et la Métier của Guerlain á, với lại Spiritual de Pauvigny cũng hay, đó có nhiều bạn rất yêu thích. Tonka Imperial cũng ngon. Rồi với lại bữa mình mua chai Gaumont Cucuyen á, cái chai đó cái mùi nó mùi rượu các bạn. Nó rất đã các bạn ngửi, nó lạ lắm, nó không giống nhiều chai ở ngoài đâu. Đó, cho nên cái dòng mấy chai cao cấp của Guerlain nó rất là đã. Cho nên mình chấm B. Còn House of Sears thì đối với mình là C. Tại vì cái bộ sưu tập này á, mấy cái chai nó làm rất là sang, nhưng mà cái mùi hương của nó giống như nó có bắt chước một số chai ở ngoài rồi đó các bạn. Nó không có gì đặc sắc hết á. Trừ một số chai của nam mà mình thích như Dignify với lại cái chai bữa mình review á, là như là Formal chứ không phải là Classic mình không có thích. Với nữ có một số cái chai của cái bộ sưu tập The Whisper in the Garden gì đó cũng được, nói chung là cũng dễ thương, nhưng mà nếu mà so với Creed đỏ thì không có bằng đâu. Đó, cho nên mình chấm nó C. Jo Malone á thì mình sẽ chấm C. Tại vì Jo Malone cái mùi nó rất là đơn giản các bạn. Thương hiệu Jo Malone á, theo như mình quan sát á, là dân châu Á rất là thích. Giống như dân Hàn Quốc nè, với lại Trung Quốc, Việt Nam cũng có nữa. Đó, rất là nhiều người, nói chung là đa phần hình như là con gái thích Jo Malone nhiều. Nhưng mà cá nhân mình thấy nó hơi đơn giản chút xíu. Jo Malone họ làm ra để cho các bạn mix với nhau. Giống như là lấy một hai chai cũng của nhà Jo Malone, các bạn kết hợp với nhau tạo một cái mùi hương signature riêng. Thì cái ý tưởng nó rất là hay. Đó, nhưng mà cái mùi hương của nó thì mình ngửi thì tạm thời mình chưa có thấy chai nào mà làm mình gây nghiện. Đó, thì mình chấm nó C thôi. Ok. Cái nhà nước hoa tiếp theo, đó là cái nhà nước hoa mà mình thấy bên Việt Nam có nhiều bạn rất là thích. Đó là Le Labo, như Chantel 33, Rose 31, Another 13, 13, đó. Nhưng mà cá nhân mình thấy á, là mình cho nhà Le Labo là D. Tại vì mình test một số chai của họ, mình thấy nó không có sang. Đó, nước hoa Le Labo á, thật sự nó không có sang. Nó chỉ là cá tính thôi. Đó, có nghĩa là cái mùi hương của nó ngửi rất là lạ. Và cái giống như là cái cách trình bày của họ rất là lạ. Nhiều người họ thích Le Labo là một phần đó là họ bỏ tên của họ lên cái chai nước hoa. Đó là họ thích cái điều đó. Giống như in tên lên đúng không? Rất là cá tính và cái mùi hương của nó rất là lạ. Nhưng mà cái đối với mình cái chai nó không có được sang cho lắm. Đó, và cái mùi hương của nó cũng không có được sang. Đó, nó chỉ xài coi như là đổi gió vậy thôi, chứ không có sang giống như là Creed hay là Tom Ford hay là Kilian. Đó là ý kiến cá nhân của mình về cái nhà Le Labo, cho nên mình chấm nó đi. Đó. Còn tiếp theo đó là nhà Louis Vuitton, đó LV, thì mình chấm nó C. C là tại vì nước hoa của nhà Louis Vuitton á, thực sự nó rất là sang các bạn. Đó, rất là sang. Nhưng mà trong cái bộ sưu tập của họ đó, thì mình thấy là nước hoa nữ nó đã, nó ngon hơn là nước hoa nam. Mình có thử hết coi như là toàn bộ nước hoa của nhà LV rồi, thì chỉ có vài chai là mình thích thôi, như cái Les Sables Roses, thì cái đó là unisex, đó cái chai đó ok. Hay là Ombre Nome, cái đó chai dành cho nam, thì cái mùi đó cũng được, mình thích lắm.
Ngoài ra cái bộ sưu tập nam thật sự mình không có thích được cái chai nào ở đây. Bộ sưu tập nữ thì mình có rất nhiều chai mình yêu thích, nhưng mà nam thì mình không thích, cho nên mình chấm nó là C. Tại vì mình xài không có được, không có chai nước hoa nam nào của LV mà mình xài được, trừ cái chai Ombre No May đó. Đó. Cái nhà tiếp theo đó là nhà Maison Francis Cajon hay là MFK. Thì cái nhà này mình chấm nó B. B là tại vì các bạn biết không, có vài chai mình rất là mê, đó như là cái bộ sưu tập oud của nó nè, oud nè, oud satin, oud silk, rồi baccarat. Đúng không, baccarat oud number 40, ai cũng thích cái mùi đó. Alarose đó, cái mùi cũng đã. Hay là Rensoir đó, cũng ngon đó. Với lại có một số chai limited edition, giống như là regional, dành cho một số cái nước đặc biệt đó thôi. Thì nói chung là tuy cái mùi hương nó nhân tạo nhưng mà nó cái mùi nó rất là lạ các bạn, và nó rất là sang đó, nó bóng dài, nó tỏa xa đó, cho nên mình chấm nó là B. Cái nhà tiếp theo mình muốn chấm điểm nữa đó, đó là của nước hoa của nhà Lancôme, nhưng mà cái dòng này thuộc dòng Maison Lancôme thì nó cao cấp hơn mấy cái chai bình thường như Dior hay là Midnight Rose gì đó. Đó thì cái này nó gồm có giống như là Jasmine Marzipan hay là Oranges by Grace hay là Oud Bouquet đó, mấy chai đó đó, nó mức giá nó tầm hình như khoảng 198 đô thì phải, và cái chai nó nhìn rất là sang các bạn. Cái mùi hương của nó cũng cũng sang, nhưng mà mùi hương nó dạng giống như là mỹ phẩm đó các bạn, nó không có cái giống như cái hương liệu của nó chưa có được phê, nó chưa có được giống như nó không có tự nhiên nhiều bằng như Tom Ford hay là hàng Creed đó. Nó chỉ ở mức sang sạch sẽ, nó cao cấp hơn mấy cái dòng thường nó chút xíu thôi, nhưng mà nó cũng chưa có làm cho mình cảm thấy nó tự nhiên cho lắm đó, nó chỉ dừng ở mức bình thường thôi, cho nên mình chấm nó C. Nhà tiếp theo đó là Maison Martin Magiela, thì hay là cái bộ sưu tập Replica. Thì cái ý tưởng Replica này rất là hay các bạn, tại vì mình thử một số chai ở ở ở Sephora, nó bán cái dòng này nè, thì mình vô mình thấy nó có một số chai như Lazy Sunday Morning, hay là By the Fireplace, hay là gì Barber Shop thì phải, hay sao, nói chung là có nhiều chai nó cái ý tưởng nó rất là hay các bạn, tại vì nó giống như nó capture nó làm sao ta, ý là nó mô phỏng được cái một cái không gian, một cái địa điểm nào đó. Đấy, giống như là Lazy Sunday Morning đó, có nghĩa là buổi sáng chủ nhật các bạn làm gì, các bạn ngủ nướng đúng không, thì nó làm cái mùi hương nó giống như là cái giường của các bạn á, cái tấm ra nó có mùi giống như là mới vừa giặt xong, nó thơm đó. Hoặc là In the Fire, By the Fireplace thì nó hơi khét khét, nó giống như là các bạn ngồi kế một cái lò sưởi gì đó đó. Đấy, cái ý tưởng rất là hay, nhưng mà cái mùi hương của nó đó, thì khi mình ngửi nó vẫn còn ở mức designer chứ nó chưa có ở mức niche cho lắm đó, giống như nó lạ hơn là mấy cái thằng như YSL hay là Chanel, hay mấy chai Bleu de Chanel hay Dior Sauvage đó á, thì nó khác mấy thằng đó chút xíu, nhưng mà nếu mà so với lại Tom Ford như Woodward đó đi thì nó bất cỡ, nó đâu có bằng đâu, cho nên mình chấm nó ở mức C đó. Tiếp theo đó là nhà Mancera, thì nhà này á, các bạn đều biết rồi đúng không? Đó, tại vì mấy cái chai này rất là rẻ, đó mình thấy bên Việt Nam nhiều bán còn triệu mấy, nhưng mà bên đây thì họ bán 180 đô, đó thì vẫn còn rất là rẻ so với mấy chai của Tom Ford hay Philip Morris. Cá nhân mình chấm cái nhà này nó là C, tại vì cái mùi hương của nó đó, nó tốt ở mức độ là tỏa hương với lại lưu hương, đó tốt, nó bám dài, nó tỏa xa. Nhưng mà cái mức độ mà phê đó các bạn, nó chưa có làm cho mình phê cho lắm đó, chỉ là cá nhân mình thôi, một số bạn thích thì mình không có nói, nhưng mà ý là cá nhân của mình á, mình không có ngửi mấy cái chai mình sẽ làm, mình không có phê. Đó là lý do tại sao mình bán cái chai Cicciabose của mình, chứ mình có mua chai đó tại vì lúc mình mới bắt đầu sưu tập nước hoa á, thì mình có xem trên mạng thì nhiều người họ nói họ so sánh cái chai đấy với lại Creed Aventus, thì mình cũng có Creed Aventus, thì mình lúc đầu mình không có ý định là mua mấy chục chai như vậy, mình chỉ muốn mua khoảng chừng
4 5 chai hoặc là maximum là 10 chai thôi. Thì mình kêu ô, nếu mà nó giống Creed Aventus á thì thôi để mình mua cái chai Mancera đó đi. Để thí dụ mà Creed Aventus hết thì mình có Mancera mình xài thì nó cũng rẻ hơn đúng không? Xài nó đỡ bị ý như là đau lòng. Đó. Nhưng mà cái về sau cái bắt đầu mình sưu tập nhiều hơn thì mình không có thấy được bản thân của mình có cái dịp nào để xài cái chai Mancera Citrapoise đó hết. Cho nên mình quyết định là bán nó đi. Tại vì mình đã có Creed Aventus rồi, nó quá hay rồi. Nếu mà so Creed Aventus với lại Mancera Citrapoise giống như các bạn so xe của VinFast với lại BMW hay là Lamborghini đó, đúng không? Nó không có cùng một đẳng cấp với nhau. Cho nên rất là khác. Nếu mà so nó với mức cái giá tiền, đối với mức giá tiền đó và những cái giai designer khác thì nó hay thiệt, đúng không? Đó, nó bám da, nó tỏa xa. Nhưng mà so với Creed Aventus á, thì mình nói thật lòng là nó bích cửi với lại Creed Aventus. Đó. À, nhà tiếp theo đó là nhà Memo Paris. Thì nhà này mình chấm nó ở mức độ C. Tại vì á, có một số chai mình xài thử nhưng mà nó giống như nó làm nhức đầu lắm các bạn. Họ giống như họ dùng cái thành phần hương liệu gì đó. Khi mà ngửi nó rất là chát, nó rất là bén các bạn, mình không biết nó họ dùng bằng cái hương liệu gì mà mình test cũng khoảng 7-8 chai của cái nhà này nhưng mà họ dùng chung một cái giống như signature ingredient của họ, nó làm ngửi rất là nhức đầu đó, cho nên mình không có hợp với cái nhà này đó, cho nên mình chấm nó là C. Rồi rồi cái nhà tiếp theo mà mình muốn chấm điểm đó là nhà Mandy Rosa. Thì bữa mình có mua sample của một số chai mình quên tên đó này. Gì Osan gì đó. Nói chung là mấy cái chai nó có cái nắp nó hình mấy cục đá rồi á. Thì hôm bữa nếu mà các bạn có coi Trứng Thành á thì Trứng Thành với lại Hoa Hậu Thu Hoài cơ sưu tập mấy cái chai này. Đó. Thì mình không biết, giống như là tùy cái gu của mỗi người thôi. Nhiều khi mấy cái chai đó thì họ thích đúng không? Họ sưu tập. Nhưng mà cá nhân của mình á thì khi mình xài mấy cái chai này á, mình thấy nó rất là khó xài. Cái thứ nhất là nó khó xài, cái thứ hai là mùi hương nó không có sang đó. Tại nhưng mà giống như theo như mình nghiên cứu á, thì mỗi cái chai nước hoa của nhà này nó có một cái câu chuyện riêng. Thì khi mình đọc sơ qua thì mình thấy khá là thú vị, nhưng mà khi mình xài nó thì tự nhiên nó không có hợp với mình, các bạn hiểu không? Đó, giống như như mình đã nói là các bạn xài nước hoa, các bạn mua nước hoa, các bạn cần phải mua những chai nước hoa nào mà các bạn yêu. Có nghĩa là khi mà các bạn ngửi á, các bạn cảm thấy các bạn thích cái mùi hương đó và nó phù hợp với lại phong cách hoặc là cái tính cách của các bạn, chứ không phải là thấy nghệ sĩ như Trứng Thành hay là Hoa Hậu Thu Hoài họ có thì mình cũng cũng xài theo, hoặc là cái đó nó phù hợp với mình thì cái đó là mình nghĩ là không có phải như vậy đó. Quan trọng là các bạn có thích cái mùi hương đó hay không thôi, chứ nghệ sĩ xài chưa chắc là nó sẽ phù hợp với các bạn. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Cá nhân của mình thì mình không có hợp với cái nhà Mandy Torosa, cho nên mình chấm nó ở mức độ C đó. Cái nhà tiếp theo đó là nhà Montel hay Montor gì đó. Thì cái nhà này cái nét, cái phong cách của nó cũng tương tự với cái nhà Mancera. Hình như mình nghe nói nó cùng chung một công ty thì phải. Nói chung là nó cũng mà bám dai, nó tỏa xa. Nhưng mà cái chai nó không có được sang như lắm. Cái chai của nó nhìn giống như là mấy chai xịt phòng như vậy. Nó bằng thế, nó bằng gì á. Cho nên và cái mùi hương của nó thì như mình đã nói là mấy giống như mấy chai mình Sera, ngửi nó không có phê. Đó, nó nhân tạo, nó chỉ được cái bóng da nó tỏa xa rồi thôi, nó rẻ tiền rồi thôi. Nhưng mà mức độ mà phê, mà ngửi, mà nghiện á, mà giống như là có thể dùng làm signature scent á, thì mình không có thích cái nhà Montel này cho lắm. Đó, cho nên mình chấm nó ở mức độ C ha. Cái nhà tiếp theo mình xin chấm điểm đó là nhà Parfums de Marly. Thì cái nhà này các bạn, mình chấm nó ở mức độ C. C là tại vì mình thấy cái nhà này nó không có ý tưởng cho lắm. Mình thấy nó có một số chai nó giống như nó copy ý tưởng của một số nhà khác. Đó, giống như là Godolphin nè, như mình đã nói nó bắt chước Tom Ford Tuscan Leather. Rồi Herod nó cũng bắt chước mấy chai như Spice Bomb rồi nó cây cây thế thế đó. Hoặc là hình như là Layton có một chai gì Pegasus. Pegasus nó bắt chước như John Paul Gaultier, Lamar hoặc với lại MR Reflection. Đó, thì dạng Shopee sạch sạch vậy đó.
đó, cho nên mình thấy cái nhà này nó ý tưởng nó không có cho lắm, nhưng mà cái chai nó làm rất là đẹp các bạn, cái chai nó làm rất là nặng tay, nhìn rất là sang. Chỉ có điều là cái mùi hương của nó, ngửi nó mình thấy nó không có phù hợp với mình, cá nhân mình là như vậy. Không phải là tại vì nó có mùi hương phương đông, trung đông mà Ả Rập đồ mình không thích. Thì các bạn thấy em hoa cái mùi hương của nó đâu phải là phương tây đâu, cái mùi hương nó là mùi hương trung đông đó. Nhưng mà tại sao mình thích cái nhà em hoa là tại vì họ làm cái mùi hương đó, nó rất là độc đáo đó. Ngửi một cái là nó cái ý tưởng sáng tạo của họ rất là cao. Mình chưa có ngửi mấy chai mà mình chưa thấy em hoa bắt chước mấy cái nhà khác, toàn mấy nhà khác bắt chước em hoa xong rồi đó. Cho nên mình chấm cái Parfum de Molly là C. Cái nhà tiếp theo đó là nhà của Roger Parfums của Roger Dove. Thì cái nhà này mình chấm nó mức độ A. Chào các bạn, cái nhà này coi như là mình rất là thích, mình rất là mê. Nước hoa phải nói rất là sang, cái chai cũng nhìn cũng rất là sang. Có một số chai mình rất là thích như như là Reckless Pour On. Cái chai nó nhìn nó bị ngừng sản xuất thì phải, giờ mình kiếm không có. Và cái chai giá tiền nó mắc quá đi đó. Thì nếu mà mình thực sự mình có dư giả kinh tế đó thì mình sẽ sưu tập mấy chai nước hoa của nhà Roja. Phải nói là tới cái quầy Roja là coi như là mình muốn hốt về hết. Đó, mùi hương nó rất là sang, nó ngửi rất là sang mà đã lắm các bạn đó. Cho nên mình chấm nó là A đó. Nhà tiếp theo đó là nhà của Andy Tower, là nước hoa Tower Perfume gì đó. Thì nhà này mình chấm nó ở B. Tại vì mình hồi trước có dịp xài nhiều, nhưng mà mình có order thử sample của một số chai nổi tiếng của nhà này. Và mình đã có mua chai full của cái chai nổi tiếng nhất của nhà này, đó là chai số 2 Leru Desert Malcolm đó. Và mình rất là mê cái chai đó, tại cái chai đó coi như là phải nói là nó masterpiece các bạn, đó là coi như là tuyệt vời các bạn. Nó không có giống bất kỳ cái chai nước hoa nào khác các bạn, nó là riêng nó thôi. Phải nói là ông làm cái chai đó rất là hay, và nó không ở cái mức độ mà dị mà khó xài các bạn, nó ở mức độ mà nó lúc mới xài á thì coi như cái chai đó là cá nhân của mình thôi nha, cá nhân của mình nó là ngửi lần đầu tiên là mình mê luôn, coi như là mình fly by chai đó luôn, mình chưa có ngửi chai đó qua bao giờ. Nhưng mà tự nhiên cái hả, mình thấy, mình coi trên mạng, mình thấy người ta khen nhiều quá, cho nên mình quyết định mình mua. Tại vì cái chai đó hình như nó cũng không có mắc cho lắm, như nó cái size của nó là 50 ml, nhưng mà nó bán có $100 các bạn. Mình thấy nó không có mắc cho lắm, cho nên mình kêu thôi kệ mua đi. Cái chai nó mình thấy nó cũng cá tính, nên nó xanh nước biển đậm mà nhìn rất là có phong cách đó. Cho nên mình quyết định mình mua flyby luôn, và coi như là khi mà ngửi lần đầu tiên coi như là mình mê cái chai đó luôn đó. Thì lúc đó mình có order kèm thêm một số sample của nhà này, thì mấy sample kia mình không có thích bằng cái chai số 2 đó, cho nên cái nhà này mình chấm nó ở mức độ B đó. Phải nói là mình rất là mê cái chai số 2 đó. Ok, còn có ba thương hiệu nữa thôi. Đó, thì thương hiệu tiếp theo đó là của nhà Tom Ford. Thì Tom Ford mình chấm nó A, tại vì coi như là cái bộ sưu tập này phải nói là rất là đã các bạn. Có nhiều chai mình rất là mê như Woodwood, Tobacco Wood, Tobacco Vanille, Fabulous, rồi nói chung nhiều lắm. Nói chung Tom Ford, nước hoa Tom Ford này, Tuscan Leather, chả tại sao mình lại thiếu cái Tuscan Leather. Tuscan Leather là cái chai nước hoa mà mình yêu thích nhất của cái nhà này mà tại sao mình không nhắc nó. Đó, thì phải nói là coi như là mình ngửi rất là nhiều thương hiệu nước hoa các bạn, nhưng mà nói về nước hoa Tom Ford đó, rất là cá tính riêng các bạn. Mình thấy nhiều nhà khác bắt chước Tom Ford, nhưng mà mình chưa thấy Tom Ford bắt chước mấy nhà khác. Nhưng mà có dạo gần đây mình thấy một số chai được cho ra mắt sau này thì mình thấy nó không có xuất sắc cho lắm, không có đặc sắc cho lắm bằng mấy chai trước đó. Nhưng mà nói về mấy cái chai trước đó phải nói là rất là đỉnh các bạn. Thì đối cá nhân mình, Tom Ford là ở mức độ A, coi như là một trong những thương hiệu nước hoa hàng đầu mà mình yêu thích nhất đó. Nhà nước hoa tiếp theo đó là của nhà YSL. Thì cái bộ sưu tập này mình không biết phát âm, nhưng mà nó gồm có như là Trench, Tuxedo, có nhiều chai nữa mình quên tên mất tiêu rồi. Nhưng mà coi như mình thử hết của bộ sưu tập này, cái dòng YSL này rồi, với lại cả chai mới ra luôn đó, powder gì đó. Mình chấm nó ở mức độ C. Thì nó cũng tương tự giống như Armani Reveille các bạn. Nó nè,
Hăng Quá SL nè, Armani Revere nè. Đó là cái mùi hương nó ở thuộc dạng giống như là nó giả niche, có nghĩa là giống như là nó làm cho nước, nó làm những chai nước hoa ra nó cao cấp hơn chút xíu, nhưng mà nó chưa có thực sự đạt tới mức của nước hoa của nhạc Creed hay là Tom Ford hay là Philip Morris. Đó, nó chỉ dừng ở mức độ bình dân thôi, nó giống như là ngửi được nịn mũi rồi thôi, chứ nó thực sự chưa có nét gì đặc sắc lắm. Nhưng mà cái nhà này có chai Tuxedo thì mình xin nói một chút về cái nhà cái chai Tuxedo này, là tại là nó unisex, nhưng mà nó ngộ ở chỗ là người này ngửi được nữ, người kia ngửi được nam. Như cá nhân mình á, khi mà mình xài chai đó, mình thấy cái chai này nó phù hợp với lại phụ nữ lớn tuổi này, trên 30. Nhưng mà cái bạn kia á, thì khi mà họ ngửi cái đó thì họ nói là cái chai này nó nam tính quá đi, em xài không có được. Đó, cho nên là nó hơi khó một chút xíu là như vậy. Đó, thì mình chỉ chấm nó ở mức độ C, nó giống như là nó xài được thôi chứ không có thực sự mà làm mình mê cho lắm. Đó. Ok, về cái nhà cuối cùng đó là Zoologist, thì mình chấm nó ở mức độ C. Thì cái nhà này các bạn, cái giống như cái ý tưởng của họ rất là hay, có nghĩa là họ làm nước hoa lấy ý tưởng của một cái môi trường sống của một loài động vật nào đó, thì họ đặt tên cho cái chai nước hoa đó, ví dụ giống như là tê giác nè, khủng long bạo chúa, chuồn chuồn hay là con gấu trúc. Đó, thì mỗi cái chai nước hoa nó có một giống như là một cái nét riêng về cái loài vật đó. Thì cái ý tưởng rất là hay, nhưng mà cái bản chất của cái mùi hương nó cũng còn khá là nhân tạo các bạn. Khi mà mình ngửi nó thì mình cảm thấy nó không có tự nhiên, nó không có đã bằng như của mấy thằng Tom Ford. Nhưng mà lúc nào mình cũng quay lại như Tom Ford, như Creed hay là Roja hay Philip Morris, Kevin đó, thì mấy cái đó ngửi nó đã hơn các bạn. Các bạn phải mình không biết các bạn sao, nhưng mà cá nhân của mình khi mình xài nước hoa thì mình không quan trọng về cái chai nó hình thức của chai thế, thì nó chỉ là cái bonus thôi. Còn cá nhân của mình đó là cái mùi hương. Khi mà các bạn xài nước hoa thì cá nhân của mình không có quan tâm tới những người xung quanh họ nghĩ gì, thì mình thích gì mình xài đó thôi. Nhưng mà không có nghĩa là mình xài những cái chai dị hợm giống như của nhà Le Labo hay là nhà Eldo, Etap, Libre de Orange gì đó. Nhưng mà mình chỉ xài những cái chai nào mà nó có nét đặc sắc riêng, nó có chiều sâu riêng, và nó cái mùi hương của nó mượt, nó ngửi, nó nói chung là khi mà ngửi nó đó, nó là chính mình. Đó, thì mình chọn những chai đó. Chỉ có những cái nhà như M. Wars, Killian, Creed, Zen Nhà, Philip Morris, Tom Ford đó, thì mấy nhà đó mình yêu thích, nó bản thân của mình phù hợp với mấy nhà đó hơn là mấy nhà như Zoologist hay là Christian Dior hay là Louis Vuitton. Đó. Ok, thì sau đây là các bạn có thể thấy rõ đó là mình xếp hạng của mấy chai này theo thứ tự, thì các bạn thấy như A đi gồm có như M. Wars, Killian, Creed, Zen Nhà, Frederic Moore, Roja Perfume với lại Tom Ford. Ở B có Bon No. 9, Byredo, Guerlain, Maison Francisco, Chanyi Tower. Ở C là các bạn coi những còn lại, D là Acqua di Parma, Gucci với lại Le Labo. Còn F là cái nhà Eldo đó. Thì cái này là chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi, chỉ là vui thôi. Thì nếu mà có đụng chạm với các bạn, có đụng chạm tới cái nhà thương hiệu nước hoa mà các bạn yêu thích đó, thì các bạn đừng có bực. Cái này chủ yếu là vui, tại vì mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn sở thích của mình thôi. Mình nghĩ là có một số bạn quan tâm tới ý kiến của mình, cho nên mình muốn chia sẻ cho vui vậy thôi, chứ không có ý gì hết. Thì các bạn có thể comment ở phía dưới cho mọi người đều biết các bạn thích những cái nhà gì, hoặc là có một số nhà nào đó mà coi như là mình không có đề cập tới trong đây, tại vì nước hoa thương hiệu nhiều lắm các bạn. Mình chưa có ngửi hết đâu, không phải chỉ có 36 cái này đâu, chỉ có 36 cái này là ở gần chỗ mình nó bán thôi, có một số cái không có bán, mình chỉ mua sample thôi. Nhưng mà còn nhiều nhà lắm mà, tại vì mình sample mình nhiều quá, bây giờ nếu mà mình mua về nữa thì thời gian đâu mà review. Còn một đống ở trên lầu mình chưa review hết, nên mà mấy cái nhà này
mình còn nhiều lắm. Sample của mình nếu mà mình review cũng khoảng hơn ít nhất cũng khoảng 300 cái nữa, 300 cái sample khác của trong 36 cái thương hiệu này nữa đó. Cho nên á, mình không có muốn mua thêm, tại có một số nhà mình cũng muốn thử lắm, tại mình nghe nhiều người khen nhưng mình cũng muốn thử lắm, nhưng mà mình còn nhiều sample quá đi. Giờ mua về review không kịp vì cái nó bay hơi cũng vậy. Cho nên để mình review hết những cái mà mình có rồi, xong cái khi mà mình xài hết những cái mà mình có rồi đó, thì mình sẽ review tới những chai mà mình chưa có. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn video của ngày hôm sau. Chào tạm biệt.